Hello, xin chào tất cả các con Chúng mình sẽ cùng đến với bài học tiếp theo của chủ đề Birthday Party Tiếp theo của bữa tiệc sinh nhật nhé Lesson 3, bài học số 3, Story, Story, câu chuyện Hôm nay mình sẽ đến thờ kể chuyện là Story Time, câu chuyện Đến giờ kể chuyện nhé, Story Time, giờ kể chuyện Nào, Ok, chúng ta sẽ nghe câu chuyện nhé It's my turn Bạn này nói là it's my turn Đến lượt của tôi các bạn, hai bạn này đang tranh nhau của bóng đúng không? Sau đó bạn này sẽ nói là No, it's my turn. Không, đó đến lượt của tôi chứ, đúng không? Tiếp theo. Oops. Oops. oh, quả bóng rơi mất rồi đúng không nào? Julie, it's your turn. Julie, it's your turn. Julie đến lượt của bạn kia. Thank you. Cảm ơn bạn nhé. Và bạn Julie đã ném bóng vào rổ các bạn. Nói là good job Julie làm tốt lắm Julie. OK. Từ bài uh, câu chuyện trên thì mình sẽ có từ mới như sau nhé. Turn, turn. Các con đọc theo nhé. Chỗ này sẽ là ơ. Uh, turn, turn là lượt, nghĩa là lượt. It's my turn. đến lượt của tôi. No, it's my turn. không đến lượt của tôi chứ. My turn là lượt của tôi. It's my turn. Đến lượt của tôi. No, it's my turn. Đến lượt của tôi chứ nghĩa là khi mà chúng ta đang tranh giành một vật gì đó với bạn nào khác, bạn ấy nói là đến lượt của tôi. It's my turn. Thì mình sẽ nói là no, it's my turn. Ai cũng tranh giành đúng không nào? Tiếp theo, hai bạn này tranh giành nhau thế là bóng bay mất này. Bạn ấy nói là oops. Ôi, ôi, không may bóng lỡ mất rồi đúng không? Bóng bay mất rồi. Oops, có nghĩa là khi mà mình là làm rơi bóng hay là mình làm rơi một vật gì đấy hoặc là làm, ví dụ như rơi chén rơi bát chẳng hạn mình nói là Oops, ôi không may rồi Julie, it's your turn, Julie, it's your turn, Julie đến lượt của bạn kia. Julie nói là Thank you, sau khi được bạn này bạn thông báo nó Thank you, cảm ơn bạn nhé. Tiếp theo, ờ, mình sẽ có hôm nay mình sẽ có một thêm một từ đây là happy birthday chúc mừng sinh nhật bạn nhé happy birthday hoặc là happy birthday to you đây là các chú minion đúng không chú minion chúng ta xem hoạt hình các chú ấy đang giờ bị cái cái, cái cái dòng chữ là chúc mừng sinh nhật bạn và khi các chú này nói chúc mừng sinh nhật mình là happy birthday chúng ta sẽ nói là cảm ơn cảm ơn bạn nhé cảm ơn các bạn nhé mình nói là Thank you, thank you Đúng nào, cảm ơn các bạn nhé Ví dụ như bạn con nói hoặc là cô giáo chúc sinh mừng sinh nhật là Happy birthday Con cũng sẽ nói là thank you, thank you Cảm ơn bạn hoặc là cảm ơn cô, đúng không? Tiếp theo ờ, Có bạn này, bạn ấy đang khoe điểm 10 với, bạn, với mẹ của bạn này đúng không? Ờ, thế là mẹ của bạn ấy sẽ nói là Good job, good job Con làm tốt lắm Ví dụ như mình thấy một bạn nào đấy Bạn ấy được điểm cao Mình cũng sẽ nói với bạn ấy là Good job Good job Good job Bạn làm tốt lắm Đúng không nào Ok Tiếp theo Ồ oh, đây là bạn này Bạn ấy đang làm mất của bóng đi Bạn nói là Oh no Ôi không Có nghĩa là khi mình Cảm Mình làm việc gì mà mình không đúng Không hài lòng đúng không Hoặc là mình không may Mình làm vỡ làm rơi một cái gì đấy mình cũng sẽ nói là oh no, ôi không. Tiếp theo. Như vừa nãy mình cô đã nói là chúc mừng sinh nhật, mình nghe được bạn chúc mừng sinh nhật đây bạn này. Chú lợn này chú lợn đang nói là happy birthday. Thế là chúc mừng sinh nhật bạn nhé. Thế bạn này bạn ấy đang rất là uh, vui và bạn ấy e thẹn bạn nói là thank you, thank you. Cảm ơn bạn nhé. Thank you. Ok, cảm ơn bạn nhé. Tiếp theo, từ này là đây hai bạn này đang làm gì nhỉ? À hai bạn đang chơi. Đang chơi cùng nhau đúng không? Thế thì ở đây từ từ chơi sẽ là play, play, play. A nhá, play chơi. Thế là mình đã học là let's là chúng ta hãy này. Play là chơi này. Together, together là cùng nhau. Thế thì ở đây bạn này bạn đang nói là chúng mình hãy chơi cùng nhau nhé đúng không sẽ là chúng mình hãy chơi cùng nhau nhé là let's play together let's play together chúng ta hãy chơi cùng nhau nhé chúng mình hãy chơi cùng nhau nhé ok nào ở đây là gì nhỉ đây là cái diều mình đã học rồi đúng không thế thì nói là đó là cái diều của tôi mình sẽ nói là it's my kite it's my kite đó là cái diều của tôi My kite, cái diều của tôi này It's, đó là It's my kite, đó là cái diều của tôi Và câu này là trả lời cho câu hỏi gì nhỉ? À đúng rồi, câu hỏi What is it? What is it? Đó là cái gì? It's my kite, đó là diều của tôi Ok, tiếp theo Câu hỏi các con trả lời nhá What is it? What is it? Ờ à đúng rồi, đây là búp bê, búp bê Búp bê của tôi, đó là búp bê của tôi sẽ nói là Is my door? Is my door? What is it? Đó là cái gì? Is my door? Đó là búp bê của tôi. OK. Tiếp theo, What is it? What is it? Đó là cái gì đây? Đó là cái gì? À, quả bóng đúng nào? Đó là quả bóng của tôi. Thì mình sẽ nói là Is my ball? Is my ball? Đó là quả bóng của tôi. What is it? Đó là cái gì? is my ball? Okay, very good. Tiếp theo. What is it? What is it? oh, đúng rồi. Đó là cái xe của tôi đúng không? Cái xe ô tô của tôi đó là mình sẽ nói là is my car. Is my car. Đó là cái xe của tôi. What is it? Is my car. Okay, very good. Next one. Ồ, chiếc xe này, chiếc xe này khác chiếc xe kia đúng không? Kia là chiếc xe của tôi này, đó là chiếc xe của tôi. Xe này là, đó là xe của tôi. Thế còn đây là, đó là xe của bạn. Có nghĩa là khi con nói chuyện với một bạn nào trong lớp, con chỉ vào chiếc xe xong con nhìn bạn đấy, con nói là It's your car, đó là xe của bạn đấy. Nào, bây giờ bạn đấy, bạn đấy, cô hỏi là What is it? What is it? Trả lời là đó là xe của bạn sẽ là Is your car Khi bạn ấy đang nói chuyện với con Bạn ấy nói là Bạn chỉ vào xe này Sau đó bạn nói là What is it? Đó là cái gì? Và con sẽ trả lời là Is your car Is your car Đó là xe của bạn mà Is your car Ok Your là của bạn nhé Và đây là My là của tôi này Your là của bạn này Nhớ nhé Tiếp theo ở đây sẽ là câu chuyện đã có ở đây mình sẽ đọc theo thứ tự câu chuyện nhé khi vừa nãy cô đọc rồi bây giờ các con hãy nhớ lại và điền đánh số number chúng ta hãy đánh số number đánh số vào các cái ô trống này theo thứ tự các cái câu nói để cho nó đúng bài hội thoại này nhé nào số đầu tiên sẽ là gì nhỉ đây đúng nào it's my turn number one số 1 one. one it's my turn đến lượt của tôi. À, tiếp theo, sẽ bạn này sẽ nói là, two, no, it's my turn, no, it's my turn, không, đến lượt tôi chứ. Tiếp theo, ô oh, hai bạn này tranh giành nhau nên là mình sẽ phải đến đây là bóng phải bay mất đúng không? Bóng bay mất thì bạn này sẽ nói là, oops, three. Ở đây mình sẽ điền là câu nói số 3 sẽ là three, three, oops, oops. Ôi, bóng bay rơi mất rồi đúng không? Tiếp theo, oh bạn này bạn sẽ thông báo cho Julie là "Julie, it's your turn." Julie đến lượt của bạn kia. "Julie, it's your turn." Ok, chỗ này sẽ là four. Và cuối cùng ở đây là bạn này sẽ nói cảm ơn là "Thank you." Five. Five. Ok. Thế là ở đây mình sẽ nhớ nhá là đến lượt của bạn kia thì sẽ là It's your turn. It's your turn. Your turn. Lượt của bạn. Your của bạn nhé. Còn nếu mình nói là đến lượt của tôi mà. It's my turn. It's my turn. Đến lượt của tôi. My turn. Lượt của tôi này. It's my turn. Đến lượt của tôi. Và khi mà bạn ấy, bạn mình bạn nói đến lượt của tôi. Nhưng mà không phải lượt của bạn ấy mà là thực ra là lượt của mình. Thì mình sẽ nói là no, it's my turn không? Đến lượt của tôi chứ. No, it's my turn. Ok, nhớ nhá. Tiếp theo. Ở đây khi mà mình thấy một bạn nào đấy hoặc ai đó làm điều gì tốt thì mình sẽ khen là good job, good job. Làm tốt lắm, Julie, đúng không? Bạn bè hoặc là ví dụ em mình ở nhà làm bài rất là tốt, đọc rất là tốt thì em sẽ, các con sẽ nói là khen các bạn ấy là good job, good job, làm tốt lắm, đúng không? Và đây sẽ là Câu số 6, câu cuối cùng trong câu chuyện mình vừa kể đúng không nào? Number 6. Ok, tiếp theo. Mình nhớ cụm từ này nhé. Khi chúng ta chơi thì chúng ta nên chơi cùng với nhau, không nên chơi một mình đúng không? Thế thì mình sẽ nói là let's play together. Let's play together. Let's play together. Chúng ta hãy chơi cùng nhau nhé. Play, play. Play. Chơi. Let's play together. OK, chúng ta hãy chơi cùng nhau nhé. Nào, bây giờ đến bài tập thực hành này chúng ta sẽ đọc nhá. Read, read, đọc to lên nhá. Rồi mình sẽ dựa vào bức tranh này, những cái đồ vật này mình học rồi đúng không? Thì mình sẽ dựa vào những bức tranh này và mình sẽ trả lời câu hỏi của cô nhá. Nào, ở đây nào. Đây là, đây là gì đây? What is it? What is it? What is it? What is it? Oh. Is, is a book. Is a book. Nó là một quyển sách, đúng không? Quyển sách hôm trước mình viết thế nào nhỉ? Here yeah, chúng ta viết như này đúng không? Book, book, book. C -c -c nhớ âm k nhá. Chúng ta hãy nhớ âm cuối này nhá. Book, book. Okay, very good. Nào bây giờ mình sẽ dựa vào bức tranh mình sẽ nói nhá. Cô làm mẫu một câu nhá. Nào number one. Mình sẽ đọc lên nhá, đọc to nào number one. Is my book. Is my book. Đó là quyển sách của tôi. Is your book. Is your book. Is your book. Đó là quyển sách của bạn. Your của bạn, my của tôi nhé. Yeah. Mình sẽ đọc là is my book. Is your book. Ok. Tiếp theo, câu số 2. Chúng ta hãy đọc nhé. Cô sẽ hỏi nha. What is it? Is my Đây là cái gì nhỉ? À đây là quyền vở đúng không? Quyền vở thì mình sẽ nói là Notebook 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 Ok Book Notebook Thế là quyền vở ở đây mình sẽ trả lời là Is my notebook Is my notebook Is your notebook What is it? is your notebook? Ok. Is my notebook? Is your notebook? Chúng ta nghe và đọc theo nhé. Now again. Đọc lại nhé. Is my book? Is your book? Ok, very good. Now number two. Is my notebook? Is your notebook? Ok, very good. Now number three. What is it? What is it? Oh, it's a desk, desk. Cái bàn đúng không? Desk. Và đây là cái bàn nên cô hỏi lại và chúng ta sẽ đọc theo cái trong cái bài tập này nhé. What is it? It's my desk. Đó là cái bàn của tôi. What is it? It's your desk. It's your desk. Đó là bàn của bạn. It's your desk. Okay, very good desk. Okay. Number 4. What is it? What is it? Đây là cái gì nhỉ? Con còn nhớ không nhỉ? À đúng rồi, đó là cái ghế. Cái ghế tiếng Anh sẽ nói là chair. Chair. Okay, very good. Chair. Nào bây giờ cô sẽ hỏi và chúng ta sẽ trả lời theo cái này nhé. What is it? What is it? Đó là cái gì? It's my chair. It's my chair đó là cái ghế của tôi What is it? What is it? Ah, uh, it's your chair It's your chair Đó là ghế của bạn It's your chair Ok, very good Bây giờ mình sẽ đọc lại một lượt nhé Các con hãy nhớ là My là của tôi này Your là của bạn nhé Nào bây giờ mình sẽ đọc lại nha Cô hỏi và các con sẽ trả lời để đọc theo nhé What is it? Đó là cái gì? What is it? is my book what is it is your book okay very good number two what is it what is it is my notebook is your notebook number three it's my desk it's your desk desk four it's my chair Is your chair okay go back của bạn là your Của tôi là my It's my chair Đó là ghế của tôi It's your chair Đó là ghế của bạn It's your chair Ok Chúng ta nhớ nhé Ok, hôm nay mình học đến đây nha. Chúc tất cả các con học tốt nha. Tạm biệt tất cả các con. Goodbye.